Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại với các bạn trong một video tiếp theo. Và trước hình với các bạn, em đang đứng ngay vị trí này là cây cầu Quảng Bộ. Em đang đứng bên cổng chào của thành phố Nha Trang này. Qua bên kia cổng chào là sẽ qua bên hướng địa phận của Diên Khánh, hướng đi lên quốc lộ. Đang đứng ngay bên cạnh đây là cái đình Bỏ Cảnh, một cái di tích lịch sử. Trong video ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú chị bạn một số hình ảnh của khu vực Diên Khánh. Đây là cái cầu Ông Bộ này quý vị. Em sẽ đi lên khu vực Phú Ân Nam, khu vực xã Diên An của Diên Khánh này. Lúc này quý vị có thể đi lên thành, rồi lên chợ thành Diên Khánh, cũng như là đi lên thành cổ, rồi lên quốc lộ Ngã Ba Thành, cây Dầu Đôi. Và dọc đoạn này của đường 3 tháng 10 là thuộc địa phận của xã Diên An. Ở đây thì có nhiều cái quán cà phê lắm này, gần cầu Ông Bộ này. Video này em thực hiện được hôm nay vào buổi sáng ngày 18 tháng 1 năm 2023. Sau những ngày ngập lụt thì Nha Trang đã nắng đẹp trở lại rồi, nắng ráo. Đường phố thì đã thông thoáng rồi, hết ngập lụt rồi quý vị. Giờ em sẽ mời cô chú các bạn cùng đi qua khu vực của chợ Diên An, các cái thôn Phú Ân Nam, rồi đi quần lên khu vực của qua Diên Phú nha. Hiện tại thì như chợ của xã Diên An là đợt trước em đi em thấy là đang làm lại chợ mới, đang xây lại chợ mới này, mà không biết là hôm nay đã xong chưa. Bây giờ mời cô chú các bạn cùng ghé qua khu vực của chợ xã Diên An thử nha. Đường này là con đường 23 tháng 10, lúc trước nó là quốc lộ, bây giờ thì nó thuộc quốc lộ 1C. Đây là cái trục đường chính, cái trục đường phía Tây, cửa ngõ phía Tây của Nha Trang. Đây, chỗ này vừa rồi bên tay phải là cái con đường Lầu Ông Việt. Ở đây thì nó thuộc thôn Phú Ân Nam 2 này, Phú Ân Nam 2 của xã Diên An. Chỗ này là cái vòng xoay, còn bên vòng xoay bên tay phải là con đường Thông Tin. Bên tay phải cũng là cái hướng đi vào cái khu dân cư Phú Ân Nam này, một khu dân cư mới cũng rất là đẹp. Lên đoạn trên kia thì cũng có cái hướng rẽ vô luôn, hai hướng. Đây là gần với trung tâm của xã Diên An. Đây là trường tiểu học Diên An 1 thôi, nằm trên đoạn đường 3 tháng 10. Con đường này là con đường chính, cho nên là đa số các mặt bằng ở trên đường này là đường để kinh doanh buôn bán. mời cô chú các bạn rẽ qua chợ nè. Đây là con đường 3D. Rẽ hướng này của đường Bà Đề là sẽ đi qua giao lại với con đường Bà Đội nữa, Bà Đề Bà Đội rồi đi vào chợ của Diên An. Chỗ này có quán coffee home cũng rộng, cà phê sân vườn. Thời tiết thì hôm nay nắng đẹp rồi nhưng mà cũng đôi lúc nó cũng mù quý vị. Cũng có mây đen rồi. Này cũng có nguy cơ sẽ mưa đó. Đây thì thuộc Phú Ân Nam 3, Nam Phú Ân Nam 4 của xã Diên An. Cà phê thiên nhiên, chỗ này có một cái quán cà phê sân vườn ha, cây xanh được không ạ? Mát không? Mấy quán này chắc mát lắm. Di chuyển thẳng trên con đường Bà Đề này nè, quý vị cũng có thể ra giao lại với đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, một trong những con đường mới rộng đẹp nhất của Nha Trang hiện tại. Đây, khu vực đây là chợ Diên An đó quý vị. Trước ngay chỗ này là cái chợ Diên An cũ nè. Bây giờ là nó đã xây lại mới rồi nè, nhưng mà hình như là chưa có hoàn thiện cho nên chợ chưa có hoạt động lại nó. Bây giờ xây cái kiểu này nó rất là hay luôn rồi ơi. Xây kiểu này rất là thông thoáng luôn nè. Đây là những cái kiosk và nó cứ hình như là một cứ một lô vậy là ba cái rồi nó chia ra những cái con đường để có thể di chuyển vào. Nó xây kiểu này thì nó thông thoáng, cái chợ nó thông thoáng hơn. Đây, chợ Diên An mới đây. Khu vực này chắc là mấy cái chỗ này là chắc có thể là dùng để bán đồ tươi sống rồi nè, thịt cá rồi, là thường là những cái khu vực này. Còn các cái kiosk đồ là dùng để các cái kiosk đồ đây dùng để mà người ta họ bán quần áo, giày dép. Chợ Diên An mới đã xây xong rồi nhưng mà có thể là chưa đi vào hoạt động. Chợ cũng rộng rãi, thoáng. Một ngôi chợ xã như thế này là đẹp rồi quý vị. Các cái kiosk, có nhà vệ sinh luôn ha, bài bản. Đây. Trước cổng chợ nè. Hiện tại thì tiểu thương họ đang bán tạm ở ngoài này. Chỉ có vài cái cửa hàng thôi à. Ngoài cái sạp rau củ quả cũng như là thịt cá rồi. Ngôi chợ Diên An mới đẹp quá, thoáng, rộng rãi nữa. như là bán cá. Trước cổng chợ vậy, chợ Diên An. Hai bên là ở trước cổng là những cái dãy nhà, những xe. Âm u nữa rồi, nguồn mây đen kéo tới nữa rồi. Rồi không biết mưa nữa không trời. Mới sáng nắng nhìn đẹp, thấy tươi tỉnh xíu, giờ lại âm u nữa quý vị ơi. Rồi nó mưa cho 3 ngày 3 đêm, mà 2 ngày 2 đêm là lại xả lũ tiếp, khổ lắm luôn. Hay là những hình ảnh của con đường 3D. Chỗ này là đường Bà Đội nè quý vị. Bên tay phải vì là đường Bà Đội nè, 3D Bà Đội. Di chuyển thẳng theo hướng này là quý vị có thể ra giao lại với đường đại lộ Quảng Giác. Khu vực đây thì nó thuộc Phú Ân Nam 4 của xã Diên An. Bên người dân họ cũng kinh doanh buôn bán rồi. Khu vực Phú Ân Nam 3, Phú Ân Nam 4, xuống đây là Phú Ân Nam 5 luôn rồi nè. Bây giờ mời cô chú chị bạn ngay chỗ này á, nếu mà vẽ bên tay trái là vì có thể đi hướng đi qua thôn Võ Giọng của xã Bình Trung luôn á. Bởi vì đi quăng lại nha. Anh sẽ đi qua con đường Bà Đội. Nãy giờ là đi qua Phú Ân Nam 3, 2, 3, 4, 5 rồi. Đường này cũng là con đường chính, nên trục đường này là buôn bán kinh doanh cũng sầm uất, và nó cũng là cái tuyến đường kết nối từ 23 tháng 10 qua đại lộ Võ Nguyên Giáp nữa. Đây, ngay chỗ này là đường Nội nha. Đi lên nữa thì sẽ là đi tiếp trên đường Bà Đề tới ra giao lại đường 30, cũng như đi ngang qua chợ Diên An trở lại vậy. Bây giờ em đi qua con đường này, đường Bà Đội. Con đường này nó cũng là đường bê tông rộng và cũng có hệ thống thoát nước là hết. Đường đẹp ghê vậy. Đi vào đây dân cư ở cũng đông đúc mà, dân cư cũng nhiều vậy, và có đất trống nữa, sân vườn rộng. Qua đoạn này là không có hệ thống thoát nước, mà chỉ có đoạn chỗ kia à. Tại một làng bê tông. Chỗ này là đường Cây Dừng giao với đường Bà Đội nè. Vào đây là cảnh kiểu làng quê, vùng xã, vùng quen. Wow, đây có ngã ba nhiều tuyến đường đây luôn rồi. Cũng rất là đông đúc. Đó, ra đây là giao lại với con đường Bà Đề, khu vực của chợ Diên An này. Nãy giờ em đi vòng tròn từ đường Bà Đề quằn ngược ra lại nè mình. Này rộng rãi ghê, thoáng. Của thôn Phú Ân Nam 4 này. Con đường bê tông này rộng rãi. Có khu vực đây cũng bị ngập này, vẫn còn đọng nước nè quý vị. Đây là ngã ba của đường Gò Dầu Hạ giao với con đường Bà Đội. Thôi dân cư ở đây cũng ở kín hết luôn mọi người ạ. Chỗ đây có mấy cây sồi thoáng như miếu bà Củ Chi. Ngã ba đường Bà Đội với Gò Dầu Thường. Đây là đường Cây Dầu này. Đường Cây Dầu ra giao lại với đường 3/10 cũng ra ngay chỗ Cây Dầu đúng rồi, Cây Dầu đôi luôn đó. Rẽ qua đường Cây Dầu lúc nãy là ra ngay chỗ Cây Dầu đôi, còn rẽ lúc này là ra giao lại với cái đoạn mà chuẩn bị lên cây cầu vượt Ngã Ba Thành nữa. Ngay vị trí này vì rẽ bên tay trái á, là cái hướng đi tiếp qua khu vực của ra đi tiếp thành phố Hồ Chí Minh trên con đường quốc lộ. Đây là những ảnh con đường quốc lộ đi vào Nam vậy. Ngay phía trước kia là cái cầu sông Cạn. Mẹ chỗ này là cầu vượt Ngã Ba Thành này, hướng của lên cầu vượt, hướng đi ra Bắc, đi Hà Nội. Ngã Ba Thành thì chỉ có xe lớn đi thôi, xe nhỏ không có đi trên cây cầu vượt, xe máy phải đi dưới cây cầu. Đây chỗ này có một cái quán cà phê coffee tranh, có khu vui chơi trẻ em nè. Quán cũng khá là vắng, đi xuống một cái dốc. Quán thiết kế kiểu sân vườn. Bên cạnh đây thì cũng có một cái quán Team Coffee. Quán này cũng sân vườn âm tầm luôn á. Đây là những hình ảnh của ngã Ba Thành. Đây vị trí này là vừa nãy bên tay phải là hướng đi qua con đường 3/10, hướng đi xuống Nha Trang vậy. Còn nãy bên tay trái là hướng đi lên Diên Khánh. Đi thẳng nữa thì sẽ là hướng đi quốc lộ 1A đi Hà Nội, đi ra Bắc. Đi thẳng là vì có thể đi Ninh Hòa, đi Vạn Giả, Vạn Ninh. Hoa được bày bán để chuẩn bị ngày 20 tháng 11 này, ngày nhà giáo Việt Nam này. Tí này là cây Dầu đôi, bên cạnh cây Dầu đôi là mình điếu của Bình Tây, Đại Tiếu, Trịnh Phong. Chỗ này là ngay cây Dầu đôi này là con đường Dầu đôi luôn rồi. Lúc nãy nếu như mà đi rẽ qua con đường vào đôi đó này thì sẽ ra ngay chỗ này. Rồi em đi thẳng trên con đường Bà Đội thì ra ngay chỗ chân cầu vượt ngã Ba Thành. Bây giờ là cầu vượt là thành ngã tư rồi chứ không phải ngã ba này, ngã tư thành. Mọi người lúc trước nó là ngã ba nên mọi người hay quen gọi là ngã Ba Thành. Rồi chỗ này là con đường Gò Dầu Thượng, cũng là cái hướng giao lại với đường Bà Đội lúc nãy đó. Đường đây thì nó nhỏ hơn. Chỗ này là đường Gò Dầu Hạ này, cũng là cái hướng giao lại với đường Bà Đội lúc nãy. Giờ em sẽ mời cô chú các bạn đi qua cái khu dân cư Phú Ân Nam 2 nha. Một cái khu dân cư mới rất là đẹp. Ở phía trước là ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ngã ba đèn xanh đèn đỏ rẽ qua con đường Ba Đề. Bên tay phải là hướng đi qua chợ Diên An. Bây giờ em sẽ rẽ bên tay trái, em sẽ đi qua khu vực của khu dân cư Phú Ân Nam 2 nha các bạn, cùng tham quan một cái khu dân cư mới rất là đẹp và thoáng, một khu vực của xã Diên An của Diên Khánh. Mấy bên này là Phú Ân Nam 1, Phú Ân Nam 2. Là con đường số 15. Đây là những hình ảnh của khu dân cư mới này mày, Phú Ân Nam nè. Đường này đường số 15, rất rộng rãi thoáng. Quy hoạch hết rồi. Đây cũng có nhà dân đồ ở hết rồi nè. Thì cái mật độ xây dựng ở đây cũng chưa có nhiều lắm nha quý vị. Mà đất thì cũng phân lô hết rồi. Đất để rất là lâu rồi. Cây cỏ mọc um tùm nhưng mà có chủ hết rồi quý vị ơi. Phân lô lâu lắm rồi, có chủ hết rồi. Cỏ lâu nữa mọc lên đẹp không? Ta họ mua họ để dành, họ chưa có xây thôi, còn những ai cần ở thì đã xây dựng hết rồi. Cũng kinh doanh buôn bán cà phê, mở quán rồi buôn bán rồi. Đây là con đường số 22. Đây là khu dân cư mới, nó cũng kết nối với khu dân cư cũ, dân cư hiện hữu. Ở đây thì đường rộng rãi, thoáng, yên tĩnh nữa. Đây là một cái khu dân cư cũng khá là đẹp ở thuộc thôn Phú Ân Nam 1, Phú Ân Nam 2 của xã Diên An, huyện Diên Khánh, nằm phía đường 53/10, phía dưới của cây Dầu Đôi. Đây là đường số 16 này. Có con đường này rất là rộng luôn, mình thấy không? Ô tô để thoải mái luôn nè. Có những căn nhà họ xây lên, họ làm nhà nghỉ nữa đó. Và những căn nhà họ xây ở cũng rất là đẹp. Cái mật độ xây dựng ở đây thì em thấy cũng còn ít, chưa có nhiều vậy. Tầm khoảng 30% à. Còn lại đất trống cũng còn nhiều. Phía bên kia cũng là một cái khu quy hoạch dân cư nữa, họ đang làm đường ở bên đó. và cũng có một con đường kết nối từ khu dân cư này quý vị, đi thẳng lên giao lại với con đường quốc lộ 1 á, ngay bên cạnh của cái cây xăng á. Đồng thời là nó cũng là khu bên này nó sẽ kết nối qua bên con đường phía nam của con sông Cái, rất là đẹp á, bờ phía nam á. Đó là con đường Nguyễn Huệ chạy dọc vào khu đô thị Nam Sông Cái vậy. Con đường này là có thể kết nối thẳng qua nó luôn, nó chạy cặp mé bên hông của cái cây xăng nằm trên con đường quốc lộ. Đi thẳng nữa là việc xảy ra giao lại với con đường quốc lộ. Đây là khu dân cư Phú Ân Nam 2 đang hình thành. Mấy bên kia rồi mấy bên này là đang làm nữa nè. Phía từ xa kia là đứng ở đây quý vị có thể thấy được cái bệnh viện nhiệt đới. Rồi, đến đây em xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin chân thành cảm ơn và mến chào, hẹn gặp lại video tiếp theo sau ạ.